Sáng ngày 17 tháng 6, bà Nguyễn Thị Thu Hường, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An cho biết, thông tin có 6.000 F1 liên quan đến chiến sĩ công an làm căn cứ công dân ở huyện Diễn Châu được đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Theo đó, bệnh nhân mắc COVID-19 là chiến sĩ công an 37 tuổi. Bệnh nhân 11634 được phát hiện vào chiều ngày 16 tháng 6 là F1, anh trai của 5 nhân viên ngân hàng ngụ phường Hương Dũng, thành phố Vinh. Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 6, người này có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trong thời gian làm căn cứ công dân trên địa bàn 7 xã ở huyện Diễn Châu. Trong chiều tối qua, ngành y tế Nghệ An đã quyết định rút 52 y bác sĩ đang tăng cường cho Hà Tĩnh, điều về tăng viện cho huyện Diễn Châu, cũng như điều động 50 sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh đã được tập huấn ra Diễn Châu tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An điều 100 cán bộ chiến sĩ tăng cường chi viện đảm bảo an ninh trật tự cho huyện Diễn Châu. Từ 0 giờ ngày 17 tháng 6, toàn huyện Diễn Châu giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, các xã Diễn Cát, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Tân và Diễn Kim thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Hôm nay, lực lượng bộ đội phòng hóa quân khu 4 phun hóa chất tiêu độc khử trùng ở 7 xã của huyện Diễn Châu.